Vâng, và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. À, chim sẻ lên đã cầm AC đây. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu bản lề ở C đấu đầu tiên. Chim sẻ cầm AC, đôi voi rất gần. Gỗ đầu là hơi xa một tí. Màn hình máy lên thủ nâu 1. Bên phía đội bạn là cũng AC Min. Bên mình thì cũng AC Min thôi. Và quan trọng là bài như nào thôi. Thông tin đến từ chim sẻ báo về thì Hoàng Mai Nhi là người có 7 dân thôi. Vâng, vẫn 7 dân, thế như vậy là Hoàng Mai Nhi bãi quả rất xấu. Và Hoàng Mai Nhi cầm quân gì hả chim? Và như vậy là thông tin đến từ chim sẻ báo về thì Hoàng Mai Nhi là người cầm Minoan. Như vậy là tay, ôi dồi ôi, nếu mà nâu 1 mà anh chỉ cần cân với lại Hoàng Mai Nhi thôi để cho chim sẻ solo AC mới lên lớp thì kèo này là cực cân. Bãi chim sẻ thừa đồ rồi. Bãi hiếu 7 thì siêu thừa đồ rồi. Nâu 1 anh kiếm được cái gì anh ăn hết. Một bài rất khỏe đến từ cái thủ nâu 1, à đến từ cái thủ chim sẻ luôn. Đáng tiếc là gỗ hơi xa. Một bài nó gọi là cơ bản dành cho thần đồng AOE Việt Nam. Nâu 1 đâu? Đây. Vâng, một bãi hiêu quá xa nhưng bây giờ thì nâu 1 anh vẫn đang đá về với nhà chính nhà mình bằng nhiều khả năng. Bãi hiêu này chết cực đẹp. Chết siêu đẹp luôn đấy. Vâng, đúng là top 1 có khác. Người ta lùa được bãi hiêu này về, sao người ta ép đời sớm mà lại khỏe thế. Cắt dân là đóng ép đầu. Ở đâu? Màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Một bầy hiêu đầu 6 con. Nhà chim sẻ tôi chỉ lo ngại mỗi cái chỗ đặt S để ăn gỗ thôi, còn không phải ngại cái gì nữa cả. Vâng, như vậy là phải hai chiếc BS cùng một cánh rừng dừa. Chỗ rừng thông thì không đóng được S. Đóng thêm BE kìa. Màn hình máy ở game thủ nâu 1. Thêm con voi nữa. Bây giờ thì có bãi quả hay không? Bãi hiêu này thì tôi đang lo ngại là nhiều năng này phải đưa nó lên dốc để đóng BS ăn vàng. Vâng, con voi đã về với nhà chính nhà của game thủ nâu 1 rồi. Kích đòi anh ơi, anh nâu 1. Lùa về hiêu này lên dốc thôi. Có xe giò. Chúng ta có thấy rằng trên bản đồ thì game thủ nâu 1 anh đang đi giò rất rộng. Giò siêu rộng trận đấu này. Nâu 1 anh đang phải ôm tầm 20% bản đồ. Góc 12 giờ không biết là có ai không. Chưa thấy ai lên đời. 24 dân, hai bên phía đội bạn là 24 dân cả hai nhà kìa. Không biết là dò bao nhiêu phần trăm nữa. AC dường như cũng đánh chém thì phải. Chắc là bên lớp anh biết rằng là để mà đánh solo cung với ông chim sẻ thì hơi khó. Bởi vì trận trước chim sẻ đã chứng tỏ cái bản lĩnh của một người cầm AC hay nhất Việt Nam rồi. Vâng, có lẽ là phải để ăn hết bãi quả đấy thì chim sẻ mới có thể đen cái BG đi và đóng đóng BS ăn gỗ ở đấy được. BA trên dốc, BM cạnh BB. Bò rất rộng. Màn hình máy ở game thủ nâu 1. Minoan chưa lên đời. 24 dân. À nhầm, 24% đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi và anh cũng đánh 24 dân luôn.
kích đời. Vâng, còn bãi quả để ăn hoang dành cho cái thủ đô 1 nếu như anh thích. Anh cạnh nhà ai hả anh đô 1? Xe giò vẫn đang chạy. Bài này mà còn hai con hươu dưới dốc mà về được thì công giáp là cực kỳ đầy đủ đấy. Thế nhưng mà thôi, chả cần được. Bài mà anh đang ra ruộng. Phên lớp là cánh bên này nhá. Có xe giò của phên lớp sang bên này rồi. Vâng, dường như đâu một anh lùa hết bảy hươu về bãi vàng rồi thì phải. Nhưng mà lực vẫn không đủ để có thể nâng cái giáp cho con giò. Vâng, góc 12 giờ có cái xác gì đây này. Trắng trắng này thì phải. Vâng, cắm xe giò loạn hết lên bản đồ để xem đội bạn đang ăn cái gì ở đâu. Đây rồi, gặp màu 3 đây rồi. Màu 3 Hoàng Mai Nhi đang bú hoang bãi quả. Lên đời xong rồi đâu một có lẽ sẽ đóng một p. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ thôi. Và như vậy là chim sẻ đang cạnh luôn nhà Vên Lớp. Và như vậy là Vên Lớp anh đi con xe giò chéo. Vâng, quay trở lại với màn hình máy game thủ nô 1 thôi. Vẫn hở đấy. Tên này là vẫn hở đấy. Và ngựa giò, con ngựa giò đang đầy đủ công giáp đây. Ngựa giò đầy đủ công giáp và đang chọc vào nhà Vên Lớp này. Vên Lớp đang khá mất tay ở nhà của mình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem Vên Lớp đã bắt đầu có cung R. Chim sẻ dí tơn cung R lên là lấy được dốc luôn. Màn hình máy ở game thủ nô 1. Nô 1 anh có chéo luôn sang nhà Vên Lớp không? Di chuyển cái quãng đường di chuyển từ nhà VL của game thủ nô 1 và sang đến nhà game thủ Vên Lớp là bằng sang nhà Hoàng Mai Nhi đấy. Anh sang đảo luôn cho chim sẻ là được. Lãn luôn tơn đầu. Có sang đảo đi. Anh nô 1 đây. Anh sang đảo đi. Màu 3 họ đảo luôn này. Chim sẻ đang rất khỏe với bài này. Nếu như có nô 1 sang đảo nữa thì ăn chặt luôn. Vên Lớp vẫn đang khá nhát trong những bài đánh cung R của mình. Anh vẫn đang cực kỳ sợ cái phía của chim sẻ đi nắng. Màn hình máy ở game thủ nô 1 tạt nhanh. Giật hai con về đảo cho chim sẻ. Còn một con vào ăn dân móc máy mất tay thôi. Màn hình máy ở game thủ Vên Lớp không ra được đều được quân nữa đâu. Nhưng mà chim sẻ cần phải ra đều quân thì mới có được lợi thế. Màn hình máy ở game thủ nô 1. Màn hình máy game thủ chim sẻ. Anh vẫn đang khá đỡ. Vâng, khá đỡ tuần này. Nhưng cần phải có lạc đà. Có hù của màu 3 sang rồi. Anh đâu một bơm thực cho chim sẻ đây. Có thương không? Vừa lại thêm thiếu thực mà. Vâng. Thế như vậy là ruộng vẫn còn nguyên thì không phải bơm đâu. Chim sẻ vẫn đang còn rất chắc ruộng. Vâng, vừa nãy tôi thấy anh cực kỳ nhiều gỗ mà lại ít thực thì tôi tưởng anh thiếu thực, hóa ra không phải. Nhưng bây giờ là tên này là đỡ rồi. Như vậy là tỷ số có lẽ sẽ là 2-1 dành cho đội tuyển Game TV. Khi mà game thủ chim sẻ nắng như game thủ nô 1 canh đang phối hợp với nhau quá tốt. Một bài chim sẻ thủ nhà cực dẻo. Vâng, lượng gỗ và lượng thực không phải ra là cái chênh lệch nhiều thế. Làm tôi cứ tưởng là chim sẻ bị mất ruộng. Vâng, bây giờ thì có lẽ đây là một tên ốp toàn tập đến từ đội tuyển Game TV. Và tôi nghĩ rằng sau tên ốp này thì Hà Nội sẽ resign thôi. Chim sẻ anh vẫn đang sóc cung rất đều. Lượng gỗ đang cực nhiều, rất dồi dào. Màn hình máy ở game thủ nô 1. Bây giờ thì vào đảo không? Có vào đảo cho chim sẻ bắn không? Rất đông lạc đà đến từ game thủ nô 1 rồi. Màn hình máy game thủ chim sẻ. Và như vậy đội bạn resign.
Vâng, trận thi đấu này chúng ta có thấy rằng chim sẻ anh thủ dẻo như thế nào. Một bài mà anh bị 2 vs 1 từ đầu, nhưng rất may là bài của chim sẻ là một bài khỏe. 7 hiêu đầu 6 con, bãi quả và đôi voi. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến